siêu nhện ơi, xuống đây nào. Đấy chết đấy. Oh, hello các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm đồ chơi các con thú nha các bạn. Ok. Nào, phía kia là mặt trời nào. Wow, mặt trời đang còn sáng nè, rất đẹp luôn. Ok, cùng với cái giỏ màu hồng nào. Let's go, ta tìm đồ chơi nào. Đen 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 đen. Oh, có con gì này. Wow. Con gì mà nâu nâu sáng sáng này. Hey, trời ơi, đây là một con sư tử. Oh, rất đáng yêu. Wow. Rất dễ thương các bạn nhé. Con thử à. Oh, dưới này có cái đèn, có công tắc này này. Thử bật con à. Bật con. Oh, dễ thương. Nó đi được nữa này. Oh, dễ thương quá. Oh, go. Oh, đi nào. Oh, dễ thương quá. Rồi, ta bắt nào. Rồi, ta bắt nhà ngươi về nuôi nha. Ok. Tiếp đến nào. Đen. Tìm đồ chơi. Oh, có cái gì này? Oh, màu hồng và màu vàng này. Oh, nhìn chưa? Thấy chưa? Wow, cái gì đấy? Oh, đây là một con cá này. Oh, cá đèn trung thu sao á? Oh, bật nhạc nào? Có nhạc không? Oh, có cái công tắc nằm bên này. Ta bật thôi. Oh, yêu quá. Oh, có nhạc này này. Oh, tí, dễ thương quá. Ok. Oh, ta đi tìm tiếp nào. Ây da. Oh, được quá. Tiếp nào. Đi rồi. Oh, cái gì màu hồng này này. Oh, baby shark tu. Oh, cái đồ chơi này dễ thương quá nào. Wow, thích quá. Bỏ vào giỏ thôi. Wow, rất nhiều đồ chơi đây. Tin. Wow, ta thấy rồi. Đây là một con khủng long này. Yêu chưa? Oh, nhìn rất yêu luôn. Wow, rất là tuyệt này. Ok, đây là một con khủng long này. Đáng yêu quá. Oh, ta bỏ vào giỏ nào. Tiếp tục nào, let's go. Wow. Oh, thích quá. Oh, đây là một con ngựa này. Con ngựa màu xám này. Đẹp chưa? Màu nâu luôn đấy. Wow, con ngựa này là chạy rất nhanh luôn này. Ok, ta bỏ vào giỏ tiếp nào. Đi tiếp thôi. Con gì này? Oh, các bạn thấy chưa? Wow, đây là một con sư tử. Đúng rồi. Oh, một con báo màu vàng này. Thích quá này. Oh, bỏ vào. Tiếp tục thôi. Ok. Wow, thấy chưa? Oh, thích quá. Đây là một con khủng long này. Rất to luôn các bạn ơi. Wow, khủng long con cọp này. Oh, nhìn sợ chưa? Oh, ta bỏ vô giỏ thôi. Wow, tiếp đây nào. Wow, đây là gì đây? Wow, đây là hàm răng khủng long đây. Khủng long ăn thịt này. Ăn chết tôi này. Nó cắn này. Đau quá. Ok, let's go. Wow, có con cá này nhỉ. Cá đồ chơi này. Wow. Oh, dễ thương quá. Oh, ta bỏ vào giỏ thôi. Ok, kia, có con khủng long này. Wow, khủng long có đuôi này. Wow, nhìn thích chưa luôn. Ok, tiếp tục này. Oh, đi tìm thôi, tìm cái gì nào. Wow, trời ơi, con cái sâu này nó to quá. Một trăm ba luôn. Wow. Sâu này nó sát thủ đầm lầy này. Wow. Oh, ở đây có cái công tắc này. Ta bật coi nào. Bật coi có nhạc không. Oh, nó văng binh rồi. Bỏ vào. Chưa. Oh, có nhạc rồi. Very nice. Okay. Bảo để cho nó bò xem sao nha. Rồi. Oh, nó xấu kìa. Nhà người hình dữ quá. Rồi, ta đặt thôi, sợ quá. Ta sợ nhà người ăn thịt quá. Wow, một đống đồ chơi trong này luôn. Kia, có con gì màu hồng kia. Con nào. Một con lợn, một con heo màu hồng. Đáng yêu chưa? Dễ thương chưa? Dễ thương chưa nào? Ok. Để ta bật cái pin coi nha. Nhiều quá luôn. Ok, bắt đầu được trên đây. Ok. Ồ, thơm quá. Nào, tiếp tục nào. Đây là gì đây? Wow. Hồi nãy ta tìm ra được một con cá sấu, bây giờ có một con cá sấu này này. Thịt luôn. Hôm nay cá sấu cắn đi, cắn. Nó hư rồi. Bỏ vào giỏ thôi. Ok. Let's go. Come on. Wow. Đây là một con cua các bạn này. Thích chưa? Ta tìm được thấy con cua rồi này. Wow. Ở đây có cái nút này, ta bấm qua này. Very nice. Nhiều quá. Mình rất là dễ thương các bạn này. Đấy, rồi tắt này. Ok, bỏ vào giỏ thôi. Let's go. Come on. No. Đây là một con chú chó của Hồ này. Wow, rất là xinh xò ở đây luôn. Ok, nhìn thấy chưa? Wow. Ôi rồi nó văng binh rồi. Văng binh rồi. Nó lạp vào nhé. Vào để coi thử nó có chạy được không nào. Sao mà nó toàn văng binh thế này. Ok, bỏ đây nào. Nó hơi chạy đi nào. Đâu. Yêu quá. Rồi ta bỏ vào nào. Rồi nhặt bỏ vào nào. Ok, let's go. Ok, kia này. Có con khủng long này. Yêu chứ này. Rất thích luôn. Wow, rất đáng yêu luôn này. Ok, tiếp tục nào. Wow, đây là con khủng long này. Wow, đẹp chưa. Mình thích luôn. Ok. Khủng long màu xanh này. Ta bỏ vào giỏ này. Tha hồ đồ chơi luôn. Ok, tiếp tục nào. Đi tìm đồ chơi nào. Ở đâu có đồ chơi nữa nào. Ok. Wow. Các bạn kia. Cây kia. Có cái gì đỏ đỏ kia. Đây là một siêu nhân nhện này. Siêu nhân nhện leo lên cây luôn này. Ui, siêu nhân nhện ơi, xuống đây nào. Đấy, chết đấy. Xuống nào. Được anh siêu nhân nhện rồi nhé. Cẩn thận gật tay chứ. Không phải là ưng leo trèo là được đâu. Đây là một con robot siêu nhân nhện. Rất là kinh khủng, rất là to luôn. Xịn điệu luôn, ok. Nó hình như con nhạc này này. Sờ quá. Wow, chúng bắt đầu anh chơi mình. Chibi. Một đống đồ chơi luôn. Tha hồ mà thích nhé. Bye bye các bạn nhé. Nhớ đăng ký.